Chào cậu, cậu mà cũng đòi đi câu cơ à? Chào cậu, mình cũng đang định tập câu thôi. Mà cậu đã biết giật cá chưa đây? Mới tập câu cá như cậu thì phải biết giật cá đã. Ôi thế à? Nhìn tớ đây này. Cậu giật siêu thật đấy. Để rồi xem ai câu được nhiều cá hơn. Bun ơi, từ sáng đến giờ cậu đã câu được con cá nào chưa? Hả? Tớ câu được khối rồi đây này. Thế mới gọi là tài đi câu chứ. Yến nào? Oh.
Được bữa ra trò đây. Bắt lấy chúng nó. Đẹp thật. Chà, một ngày đẹp trời. Chào bạn Lu, bạn cho mình xin chữ ký được không? Bạn ký vào đây. Quá đơn giản. Thành tích là thói quen của mình mà. Này, mình và bạn đi ăn kem. Hả? Có được không? Mình bận rồi, mình không đi đâu. Hả?
Chữ ký của mình dài lắm, để mai mình ký tiếp cho bạn nhé. Mình là Bun, hẹn mai gặp lại. Bye bye. Hôm nào Bun rảnh vậy? Bạn làm mình mất mặt quá. Câu nhảy là của mình. Mình nghĩ sân tập này là của chung. Ai tập cũng được mà. Muốn ai tập cũng được không? Này tập này. Tập này. Thank you.
kì. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đã kém rồi lại còn đòi thi với tớ. Tưởng trốn đâu chứ, ai ngờ. Đâu nhỉ? À, đây rồi. Tớ đến với cậu ngay đây. Quái, sao lại có hòn đảo mọc lên giữa biển thế này? Cái gì đây? Cái gì đây? Nào. Ây à. Đây, đây, bắt tôi đi à? Này. Này, này, nhìn này. Suýt ngã ra đường thế. Tớ trong cửa hàng có nhiều món ăn lạ quá. Ừ, phải công nhận có nhiều món thật, mà món nào cũng tẩm vùng đen mới lạ chứ. Ừ, tớ cũng đang đói bụng đây. Ý cậu chung với ý tớ đấy. Hay wow. Lu ơi, chúng mình vào thôi. Ừ. Chào đón hai bạn ghé lại cửa hàng chúng tôi. Xin mời hai bạn ngồi vào bàn. Xin mời hai bạn
chọn món ăn. À, món gì cũng được chị ạ. Miễn là phải nhiều và phải nhanh chị nhé. Và phải thật nhiều vừng đen nữa. Tất nhiên rồi. Xin các bạn chờ một lát nhé. Ngon quá. Cậu chịu khó chờ món tiếp theo đi. Ngon thật đấy. Đây nữa. Để tôi xem nào. Sao lại danh của tớ? À! Có cách rồi. Ui, cậu soi gương đi. Hey. Soi gương đi. Chết rồi. Mặt cậu. Cậu làm sao thế kia? Chết rồi. Mặt cậu ý. Cậu soi gương mà xem. Cậu làm sao đấy? Nhìn đây này. Chết tớ rồi. Tớ bị làm sao thế này? Bun ơi, cứu tớ với. Thôi thôi, cậu tránh xa tớ ra. Tớ sợ bị lây bệnh của cậu lắm. Bệnh này của cậu là do ăn nhiều vừng đen nên nó phát ra ngoài đấy. Thôi thôi. Món nem bằng vừng đen này. Em không ăn được đâu. Cho em ạ. Yeah, phải rủ Thỏ Bun qua ngay siêu thị tương lai xem sao. Siêu thị tương lai với tớ không? Hay quá, tớ cũng đang định đi siêu thị đây. Nhanh lên, kẻo không mua được đồ khuyến mại đâu. Yeah.
rộng thật đấy. Xem nào. Tuyệt thật cậu ạ. Cái gì đấy? Đây là cái gì vậy? Đi tiếp thôi Bun ơi. Cậu suốt ngày chỉ có cà rốt. Đi thôi. Lên thôi. Cho tớ. Cái gì thế này? Mau lên. Ôi ơi. Ôi ơi. Mùi gì thơm thế nhỉ? Bun, sao cậu ăn một mình thế này? Nhìn xem. Sao thế này? Bun! Máy hỏng à? Bun ơi! Lấy cho cốc nước! Nghe em! Ui, 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 ui
Hôm nay tớ đi vào rừng lấy quả. Thế còn cậu? Tớ cũng vào rừng, nhưng tớ đi hái nấm. Không được. Mượn là mượn thế nào? Một tí thôi mà. Không. Không được. Không được đâu. Cho tớ mượn. Một tí. Tí thôi. Tiền ấm quá. Tớ đi hái nấm đây. Có trả lại không thì bảo.
cậu sẽ trả tớ cái gì nào? À, cậu muốn cái gì cũng được. Được rồi, chờ nhé. Đố cậu làm được như tớ đấy. Động tác này khó hơn này. Xem đây. Cậu giữ lời hứa nhé. Của tớ chứ. Trả tớ đây. Mỗi cái xích đu mà cứ nhặng xị cả lên. Thế cậu có định chơi xích đu không đấy? Cái trò rửa éc đó đầy trá thèm. Chúng mình đi thôi. Chúng mình chơi trò này sẽ thích lắm đấy. Được rồi, chơi cái xe nào đó. Tốt rồi đấy. Được rồi, chúng ta cùng chơi thôi. Hey.
Vừa nói đến chặt thêm cơ mà. Chàng lưu xấu tính rồi. À, chúng ta giả vờ như không biết, phải cho lưu một bài học mới được. Yên tâm, vũ khí của tớ đây. Da 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 di da, da 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 di da, da 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 di da. Bắt đầu nhé. Lại chúng nó sửa lại rồi à? Thank you.
À. Này đây. Đúng đấy, chính Lu vứt vỏ chuối làm chúng tớ bị trượt chân ngã. Cả tớ cũng bị cậu ta làm ngã vì vỏ chuối đây này. Phải dạy cho cậu ấy một bài học mới được. Nếu không, sẽ còn rất nhiều người khác sẽ bị ngã đâu vì trò đùa quái ác của cậu ta. À, tớ có ý này. Chạy thế này nha. Ok. Nghe cũng được đấy. Cháy! Cháy rồi! Cậu đã thấy hậu quả của trò đùa tinh nghịch mà cậu bày ra chưa?
tớ biết lỗi của tớ rồi. Xin lỗi các bạn nhá. Nước. Oh.
Mình sẽ mua gì nhỉ? Kệ, cứ ra phố kệ đã. Có cái gì đâu. Không. Cho tớ xem nào. Một tẹo thôi. Một tí không. Thôi. Làm gì cho có. Cho tớ xem nào. Đi. Đi mà. Mình đi theo cậu ấy xem sao. Thank you.
Đau quá, đau, đau quá. Phù phép mở được chai nước này đấy. Cậu mở hộ tớ đi, tớ sẽ cho cậu uống cùng. Được rồi, cậu chờ tớ tí nhé. Bây giờ tớ sẽ làm ảo thuật để mở chai nước ngọt này. Úm mà là xì bùa. Đến đoạn quan trọng nhất đây. Bây giờ cậu phải nhắm mắt lại mới hiệu nghiệm. Chờ có tí đi nhé. Được rồi. Cậu giỏi thật đấy Bun ạ. Thế mà cậu định đập vỡ, suýt nữa thì không được uống nhé. Cậu làm thế nào mà mở được vậy? Dậy thôi đi. Yes.